Công an tỉnh vừa cảnh báo về việc gần đây xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, lập các tài khoản giao lô giả danh lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là giả danh lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ như 0852 684725, 0943 548 738 để gọi điện thoại tới lãnh đạo cán bộ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh để uy hiếp đe dọa nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn là đe dọa người nghe có liên quan đến các vụ án vụ việc mà công an tỉnh đang điều tra hoặc liên quan đến công việc của các sở ban ngành đang giải quyết, từ đó đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời các đối tượng cũng yêu cầu bị hại không được kể nội dung trao đổi với người khác, mục mục đích để bị hại không kiểm tra thông tin, không trình báo tới cơ quan công an. Để kịp thời phòng ngừa các hành vi phạm tội có phương thức thủ đoạn như đã nêu trên, Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi tới tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn về phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân cần cảnh giác khi có số điện thoại lạ gọi tới, bình tĩnh, không lo sợ, tra cứu thêm thông tin, không kích vào đường linh lạ không chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu khác của đối tượng ghi âm lại cuộc gọi làm bằng chứng và trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết